Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc cho các bạn 0938 926 425. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng cũng như hỗ trợ về ngân hàng. Nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Thì quay trở lại với ngày hôm nay, mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe để chúng ta đi gia đình, nhỏ gọn, số tự động. Đó, đến từ thương hiệu Toyota, một mẫu xe nhập khẩu, đó chính là Toyota Yaris nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây chính là Toyota Yaris số tự động bản G đời 2015. Màu ngoại thất của cái xe là màu bạc, xe đi được mới có 15.000 km nha các bạn. Và chủ trước là một chị nữ ở bên quận 7. Chị đã bán lại cái xe này vì lý do là không có đi nhiều và để cũng hơi chật nhà, cho nên chị quyết định bán lại. Mới đi được có 15.000 km nha các bạn, mang biển số thành phố luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh về cái xe để cho các bạn chúng ta thấy được ngoại thất, nội thất của cái xe, và mình sẽ công bố về cái giá bán luôn để cho các bạn nào đang có ý định mua một chiếc xe qua sử dụng tiết kiệm hơn so với chúng ta chọn xe mới. Thì thông qua cái clip này các bạn thấy được thực tế về xe và có thể đưa ra những cái quyết định nhanh nhất luôn để tránh mất cơ hội nha các bạn. Vâng, xin mời các bạn cùng mình đi cận cảnh về chiếc xe này. Đây, về cụm đèn trước đây các bạn, đây là một cái đèn zin theo xe nha, chưa từng thay thế, nó còn rất là mới luôn. Hiện tại thì do chưa được vệ sinh, mới vừa lấy về chưa vệ sinh cho nên các bạn thấy nè, bụi bặm còn bám nè đó. Về tình trạng xe nè, phía dưới nè, về cái cản bên phải, cản trước bên phải là không có một vết trầy luôn nha các bạn, chỉ bám bụi thôi, bám bụi bùn đất thôi. Rồi mặt ca lăng nè, có một số cái vết trầy nhẹ nè, không đáng kể, bên công ty mình sẽ không dọn lên chỗ này. Và cái cản bên trái nha, phía tài đây thì hôm trước chị có quẹt với xe máy nè các bạn, cho nên cái cản này nó bị hở ra nè đó, các bạn để ý thấy nè, quẹt với xe máy bị hở ra nè. Thì bên công ty mình sẽ làm lại chỗ này, mình quay thực tế cho các bạn thấy luôn đó, chỗ này bên công ty mình sẽ làm lại liền rạc. Nói chung về xe cộ mà di chuyển các bạn, việc chúng ta qua quẹt với xe máy là chuyện rất bình thường, còn về đâm đụng tai nạn là bên công ty mình cam kết là không có nha các bạn. Mình quay thực tế cho bạn thấy luôn, xe mới về đó chưa làm gì hết á. Cái cản thì đang hở ra do chị quẹt với xe máy, còn cái lằn quẹt luôn này các bạn, đây bạn để ý thấy lằn quẹt đó. Thì cái cản này nó bằng nhựa cho nên quẹt nhẹ cái là nó xệ xuống rồi nè, bạn thấy nè. Đây, về tình trạng mâm lốp đây, mới đi được 15.000 km, sở hữu một cái lớp zin theo xe đó, gai còn rất là dày luôn các bạn, nhìn như mới vậy đó. Mâm thì có một số vết xước nhẹ nè. Chỗ này bên công ty mình sẽ làm đẹp lại rồi như mới luôn. Rồi về gương chiếu hậu nè các bạn, gương chiếu hậu không có trầy xước gì hết, chỉ bám bụi thôi, để lâu không có chạy nè, nhìn là biết nè các bạn. Cửa nẻo đồ là nước sơn zin luôn, chưa từng qua quẹt nha các bạn. Cửa vị trí cửa nước sơn zin, chưa từng qua quẹt. Đây cho các bạn coi sùng kỹ nè đó. Nói chung thì phụ nữ các bạn, phụ nữ thì chúng ta giữ xe rất là kỹ, giữ xe rất là đẹp, tuy nhiên thì hay bị va quẹt với xe máy do tay lái cũng hơi yếu các bạn, cho nên là rất dễ bị va quẹt. Lớp sau cũng vậy, lớp sau là lớp zin nha các bạn. Đây mâm có một số vết trầy nhẹ thôi nè đó, không đáng kể nha các bạn. Lớp thì 15.000 km thì đây là một cái lớp zin theo xe là chắc chắn rồi, rất là dày, chúng ta đi khoảng độ từ 50-60.000 mới có thay. Phía sau nè có bốn cảm biến đó, rồi camera gear luôn, thì đi bên trong đó là một đầu DVD chắc luôn nha các bạn. Thì nói chung đối với những mẫu Yaris này thì làm một cái dòng xe theo kiểu hatchback, cho nên là chúng ta sở hữu được một cái không gian phía sau nó rộng hơn so với những chiếc sedan nha các bạn. Chúng ta nhìn thấy cái trường xe nè, phía sau sở hữu một cái gốc rất là rộng. Thì đối với gia đình là chúng ta nhỏ khoảng gia đình khoảng 4-5 thành viên á, thì chúng ta đi cái xe này rất là ok. Đi du lịch rồi chúng ta có thể tận dụng cái cấp sau để đồ, rất là nhiều đồ, để được 3 cái vali. Để mình vô mình mở cái cấp sau, quay cái cấp sau cho các bạn thấy nha, thấy thực tế luôn. Chỗ này là chỗ mở cấp sau, mở cấp sau là mà nó không có trên đây mà mở ngay đây luôn nghe các bạn. Đây
Đó. Khác như chiếc sedan, sedan là chúng ta phải mở trong khoang lái, còn này mở trực tiếp trên đây luôn. Đây, lại thấy nè, đó, xô một cái cốp rất rộng nha. Rồi ở trên nó có một cái miếng, chúng ta ví dụ chúng ta không thích, chúng ta có thể tháo cái dây này xuống nè. Đó, chúng ta làm đây, thì nó là một cái ngăn. Đó, chúng ta có thể xếp lên, mang lên nè, đó. Đó. Rất là rộng nha các bạn. Cốp là cốp zin nè, chưa có dấu tháo ra nha các bạn. Đó. Đó. Chưa từng bị va quẹt phía sau. Mình quay xa ra cho các bạn thấy được cái trường xe đó nha. Đó. Một mẫu hatchback rất thích hợp cho các bạn đi gia đình. Để có được một chiếc xe để mà chúng ta có thể đi lại được rất là hợp lý nha các bạn. Đi du lịch được cũng rất là dễ dàng, che mưa che nắng. Rồi để mình tiến vào nội thất, mình quay cái nội thất các bạn thấy nha. Đây, một nội thất còn rất là mới luôn, mới đi được 15.000 km. Còn nguyên bộ ghế nỉ zin theo xe luôn. Mọi thứ nè các bạn, để ý nè. Chưa vệ sinh nha các bạn, xe này chưa vệ sinh mà là đẹp như vậy đấy. Vô lăng nè. Rồi, lên xe. Đây, số km thực tế đây các bạn. 15.695 km. Mình mở cái máy lạnh lên. Đó. Chỗ điều chỉnh máy lạnh đây nha các bạn. Nhiệt độ thì ta có thể dặn bấm đúng đây. Khi mà chỉnh nhiệt độ thì cũng này, còn chỉnh vạt cũng như này. Đây 22 21 nè, đó. Cũng đồng hồ rất hay. Rồi, đầu DVD nha các bạn. Tích hợp camera da thì ví dụ như chúng ta vô số da thì nó sẽ hiện cái DVD nè, đó cho các bạn đấy. Đó, thấy chưa? Và có luôn cảm biến nha các bạn. Tiện lợi. Vô lăng còn rất là mới luôn, 15.000 km. Đi rất là ít nha các bạn. Đây là cái cảm biến nè, cảm biến phía sau đó các bạn. Ví dụ như chúng ta ve thì gần đụng một vật cản phía sau nó sẽ báo, nó báo kêu tít 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 như mình nè. Mình ra xuống ve nè, nó kêu tít tít nè các bạn. Đó, nó để 1,2, 1.2 có nghĩa là cách cái vật cản phía sau là 1,2 m nha các bạn. À. Rồi, số tự động. Chính xác. Này có một cái cổng sạc nè. Rồi, đây không để đồ. Chung một chiếc xe đi gia đình nhỏ gọn thôi. Không có quá nhiều cái công nghệ cầu kỳ. Chỉ vừa đủ dùng nha các bạn. Rồi. Nội thất thì khỏi chơi rồi các bạn, còn rất là mới nha. Do đi được có 15.000 và đặc biệt là nữ chạy nữa, cho nên là vệ sinh cái xe thì thường xuyên. Chỉ có điều là cả tháng nay chị không có chạy rồi, cho nên là nhìn nó bụi bặm bám trên gương nè, các bạn thấy nè. Rồi mình ra phía sau để mình cho các bạn thấy được cái độ rộng rãi của cái xe này nè. Đây mình ngồi thoải mái ở đây thì cái khoảng cách nè, bạn thấy nè, một gang tay rất là rộng nha các bạn. Nhìn lên phía trước nè. Rất là đẹp nha. Nói chung nếu các bạn không có quá yêu cầu những cái thứ cầu kỳ trên một chiếc xe, ví dụ công nghệ hiện đại gì đó, và cần một chiếc xe để mà chúng ta đi gia đình, có thể che mưa che nắng, đi du lịch, hoặc là đưa đứa con đi học đi làm, vừa đủ cái dùng và an toàn, thì có thể lựa chọn cái mẫu này, cái mẫu Toyota Yaris này. Về tính năng trên xe thì chỉ trang bị những cần thiết thôi. Còn độ bền của những cái xe đến từ thương hiệu Toyota thì các bạn biết rồi. Rất là bền nha các bạn. Chúng ta không có bị hư vặt. Rồi chi phí bảo dưỡng hàng tháng rất là thấp. Và đại lý của Toyota thì rộng khắp rồi, các bạn có thể bảo dưỡng bất kỳ đại lý nào của Toyota.
Thì đối với những chiếc xe này thì chúng ta chỉ việc chạy 4 đến 5 ngàn cây chúng ta thay nhớt thôi. Cứ 3 lần thay nhớt thì chúng ta thay lọc. Thì như vậy thì cái xe nó cứ giữ có được cái độ bền. Đó, thì mình đã đi tổng quan về nội thất ngoại thất của cái xe này rồi nha các bạn. Toyota Yaris bản G đời 2015 số tự động, đi được 15.000 km, mang biển số thành phố luôn. Và hiện tại thì công ty đang chào bán cái xe này với mức giá là chỉ 480 triệu nha các bạn. 480 triệu cho một cái xe Toyota Yaris G đời 2015, đi được có 15.000 km à. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm đến mẫu xe này thì hãy gọi cho mình. Mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái chi phí lăn bánh và những cái thủ tục mua bán xe qua sử dụng để các bạn chúng ta nắm. Rồi sau đó các bạn hãy lên đây và mình sẽ cho các bạn xem xe thực tế và lái thử để cảm nhận xe nha. Đó, 480 triệu nha các bạn. Thì nếu như các bạn nào có thắc mắc gì thì hãy gọi cho mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Xin chào.